Suy niệm kính thánh tâm Chúa Giêsu, ngày 27. Cái gai thứ hai đâm trái tim Chúa Giêsu là làm hư phép mình thánh. Trong thời nay có biết bao kẻ đã không tin, hay có tin nhưng phạm đến mình thánh Chúa, làm cho quỷ vui mừng, các thiên thần xấu hổ, còn Chúa Giêsu thì đau đớn vô cùng. Giuđa đã bán Chúa cho kẻ làm dữ làm khổ người. Kẻ phạm đến mình thánh Chúa thì cũng giống như đem nộp Chúa cho quỷ dữ. Chúa Giêsu ở trong linh hồn mắc tội trọng, người xấu hổ đau buồn chừng nào, người bị quỷ khinh thường chừng nào. Ôi, Thiên Chúa cao sang chịu thiệt thòi vì phần rỗi chúng con. Xưa có một người ăn mày đến xin ăn trước cửa nhà thánh Paulino, giám mục thành Nô La. Người thấy nó bại một tay thì hỏi nó: bị bại từ bao lâu rồi? Người ấy nói: cha tôi mất sớm, mẹ tôi nuôi tôi đến lớn, nhưng tôi chẳng đền ơn, lại còn phung phí của cải gia đình, rượu chè, cờ bạc, bán cả ruộng rẫy. Một hôm, tôi thấy mẹ tôi còn mấy đồng bạc, tôi đòi lấy, mẹ tôi không cho, nên tôi lấy tay này đánh mẹ tôi chết ngay. Hôm ấy là thứ năm tuần thánh, tôi giấu xác mẹ tôi rồi đi lễ. Và tôi cả lòng lên rước lễ như người ta. Khi vừa rước lễ xong, tay tôi liền khô bại, đau đớn, tôi kêu la ầm cả nhà thờ. Người ta kéo đến hỏi han, tôi xấu hổ quá, bỏ làng ra đi, sông dài mãi đến nay. Tôi xin chịu sự đau đớn đời này, nhưng tôi sợ hình khổ họa ngục lắm. Nghe vậy, thánh giám mục nói: anh đã làm cực lòng Chúa lắm, nhưng đừng ngã lòng, vì Chúa vô cùng nhân từ thương xót. Hãy ăn năn thật lòng và xưng tội cho thật thà, rước lễ cho sốt sắng, đền tội, đã làm hư phép mình thánh Chúa xưa. Anh ta nghe lời thánh giám mục, ăn năn xưng tội và chịu lễ sốt sắng. Vừa chịu lễ xong, tay anh ta mềm ra và giơ lên được như cũ. Ôi, lạy trái tim rất thánh Chúa, xin cho con ơn sùng kính mình thánh Chúa, quyết tâm đừng bao giờ xúc phạm đến mình thánh châu báu Chúa trong phép thánh thể. Amen.